Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đầu video xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Hiện tại em đang đứng ở mặt tiền Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người một căn nhà mặt tiền Trần Hưng Đạo số 120D, phường Phạm Ngũ Lão, quận Nhất đang bán đây. Căn nhà này thưa cô chú anh chị và các bạn, kết cấu là một trệt, một lầu cũ với diện tích đất là ngang 5m2, đuôi nở hậu 5m5 và chiều dài là 30m, công nhận 155m2. Giấy phép xây dựng mới là hầm 10 tầng. Vị trí là một mặt tiền Trần Đạo và một mặt tiền hẻm xe hơi bên hông. Giấy phép xây dựng đã có, khu này thì rất sầm uất, gần với khách sạn Bullman, liền kề dự án Alpha King của Novaland. Hiện tại giá bán rất là hợp lý, giấy tờ chính chủ giao dịch, không thế chấp hay cầm cố ngân hàng, một đời chủ. Cô chú anh chị nào quan tâm sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với em để xem giấy tờ cũng như là phương thức giao dịch. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn.